Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV. Tiếp tục chuỗi clip liên quan đến việc cập nhật cái số lượng Bitcoin được unlock hàng ngày, thì hôm nay kênh Invest TV tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn cập nhật cái số lượng Bitcoin unlock trong cái ngày 28 tháng 10 như sau. Thì các bạn có thể vào cái trang chính thức của mạng Pi Network là myp.com/blockexplorer. Thì các bạn lấy số liệu ở trên trang này thì đảm bảo về cái độ chính xác và không còn phải nghi ngờ gì tính chính thống của số liệu này nữa, phải không? Đấy thì ở đây ngay cái dòng đầu tiên các bạn vào mục mainnet này sẽ xuất hiện ngay cái thông số là mainnet metric, những thông số của sự mainnet. Thì đây là tổng số coin đã được cấp vào ví các anh em chúng ta sau khi hoàn thiện xong cái mục số 7 mirror to mainnet đấy. Đấy sẽ là 1.3 đây, hơn 1.322.000.000. Và đây là cái số coin để bị khóa nhé các bạn nhé. Thì mình có làm một cái bảng Excel để theo dõi cái sự tăng giảm của cái số lượng coin unlock hàng ngày nó như thế nào. Ngày hôm trước, ngày 26 là cái ngày mà rất nhiều các anh em rất là bất ngờ khi mà Pico Team họ thu hồi lại cái số lượng coin mà đã phát hành ra. Cụ thể đây các bạn xem số lượng coin đã lưu thông từ 288 lại bị tụt đi mất 1.126.287 Bitcoin. Đó, nó chỉ còn 287 triệu thôi. Thì hôm trước mình cũng có lý giải vì sao lại có cái sự thu hồi như vậy, và rất nhiều bạn phản ứng với cái việc là đây không phải là một mạng blockchain chính thức, bởi vì blockchain nó là thể hiện sự phi tập trung, và đã là phi tập trung thì không thể có thể can thiệp được số liệu nó như thế nào, thì nó được băm nhỏ phân tán cho qua các cái khối blockchain khác nhau, thì làm sao mà ai can thiệp được, chứng tỏ cái mạng Pi Network này là dởm, này là không uy tín, là dự án lừa đảo dưới ba la bô lô gì đấy. Nhưng mà thực tế thì các bạn phải hình dung là đây là cái giai đoạn mainnet kín. Nghĩa là sao? Nghĩa là Pico Team họ chưa hoàn toàn bung hết toàn bộ cái quyền quản trị cái mạng blockchain này cho cộng đồng, nghĩa là cho các cái block những cái nốt chạy riêng lẻ. Đấy, họ vẫn còn máy chủ để họ xử lý các cái giao dịch, rồi họ can thiệp vào cái việc khác như là KYC, rồi thì chuyển nhận coin giữa các cái ví khác nhau. Thì thật sự đúng, thời điểm hiện tại đây chưa phải là một mạng blockchain phi tập trung phân tán hoàn chỉnh, mà nó vẫn còn có sự can thiệp của Pico Team. Do đó thì cái việc mà bị thu hồi lại thì mình nghĩ là cũng dễ hiểu. Và cái dự án này họ cũng đang phải xử lý những cái nỗi mà nó phát sinh tại thời điểm hiện tại, xử lý về việc KYC, xử lý về việc chuyển nhận Pi tím đến ví của các em. Đấy, rất là nhiều thứ có thể họ phải làm. Và các bạn biết là họ cũng đã phải vào tận 3 trường đại học. Đấy, Harvard này, cái gì nhỉ, Cornell này, mình nhớ không nhầm thì là Cornell, UC Berkeley, đấy ba cái trường đại học nổi tiếng của nước Mỹ, để làm gì? Họ tuyển dụng sinh viên, rồi thậm chí họ tuyển cả tiến sĩ vào làm cho dự án của họ. Bạn thấy không, một cái dự án không tên tuổi gì mà đi làm tuyển hẳn tiến sĩ của đại học Harvard luôn vào để làm cho dự án của họ. Thì các bạn biết là họ phải có cái tiềm lực như thế nào thì họ mới dám làm những cái việc như thế. Lương của một ông tiến sĩ ở bên Mỹ đâu có phải là đơn giản đâu, phải không các bạn? Đó. Thế là mình nghĩ các bạn cũng không nên trách cứ Pico Team quá nặng nề. Và cái con số Bitcoin được unlock ngày hôm nay thì nó đã... Hôm qua thì mình bận, mình không làm được tin. Hôm qua là 27, hôm nay là 28. Thì mình sẽ so sánh với cái ngày 26 tháng 10. Thì các bạn xem đây là tổng cung của dự án 100 tỷ, nó bất di bất dịch rồi, Pico Team cũng không in thêm được. Và cái số lượng coin Bitcoin đã minted ấy, nó giữ nguyên so với ngày hôm trước, không tăng không giảm. Nhưng tuy nhiên số coin bị khóa đã có xu hướng giảm. Đấy, đã bị giảm. Hôm trước là 1.034.000.000 thì hôm nay chỉ còn 1.033.000.000. Và như vậy các bạn có thể thấy do cái Pi khóa, Pi được gửi về ví các anh em chúng ta, nó không thay đổi, do đó số Bitcoin còn lại trong ví Bitcoin Team lấy tổng cung này trừ đi số này ra con số này thì nó cũng không thay đổi theo. Tuy nhiên cái số Bitcoin sẵn sàng lưu thông là các bạn lấy cái số được phát đến ví này, cái số mà bị khóa này, lấy số trên trừ số dưới thì ra con số mà
đã sẵn sàng được lưu thông, nghĩa là không bị khóa khiếc gì hết cả đấy, có thể chuyển nhận giữa các cái ví với nhau ấy. Đấy thì nó là 288.669.984 Bitcoin, và so với ngày 26 số lượng này đã tăng thêm được là 1.253.647 Bitcoin, là những là trong hai ngày là số lượng Bitcoin được giải phóng ra về ví anh em chúng ta để sẵn sàng lưu thông là như thế này đó. Thì mình sẽ có một clip phân tích chi tiết về cái việc là với cái tốc độ này thì trong bao nhiêu lâu nữa thì chúng ta sẽ khai thác hết cái lượng Bitcoin ở trong ví của Bitcoin Team. Thì nếu mà bạn nào quan tâm có thể ấn like, đăng ký kênh của chúng mình để có thể nhận được những cái thông tin cập nhật mới nhất từ Invest TV khi mà phân tích cái dự án B Network này. Clip ngày hôm nay thì xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình nha.